công an truy nã, trai xinh gái đẹp vì tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi phạm tội, hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện không rõ ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã hai đối tượng trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thị Phương Lan, sinh năm 1993, Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang và Dương Văn Mạnh, sinh năm 1989, Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 12 tháng 9 năm 2022, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa Nam Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 9 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Lan và Dương Văn Mạnh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng sau đó đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, hiện không rõ ở đâu. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định truy nã hai đối tượng trên. Công an thành phố Hà Nội thông báo, nếu phát hiện các đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Hoàn Kiếm, số 2 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại 0942687068, cơ quan công an nơi gần nhất, tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội. Cơ quan công an yêu cầu các đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.